Đây là hóa đơn mua vào FPT, cước viễn thông, cước internet. Cước này sử dụng cho bộ phận văn phòng và thanh toán ngay bằng tiền mặt, bởi vì có phiếu chi đi kèm ở đằng sau đây này. Chi tiền internet này. Thì ai có thể định khoản được nghiệp vụ này nhỉ? Liên nào. Văn phòng là nợ 643, có 11. Cước viễn thông dùng cho bộ phận văn phòng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Là có 642 nợ 331, số 42 có 111. Rồi từ từ nha. Đây, đối với lại cước dịch vụ viễn thông này, dùng cho văn phòng này, tài khoản sử dụng ở đây là gì? 642 Dịch vụ viễn thông cho văn phòng thanh toán ngay, tiền mặt, tiền mặt là 11. thuế 10%, theo đúng nghiệp vụ là viễn thông này, dùng cho văn phòng, thuế 10%, đúng không? Dùng cho văn phòng thì tài khoản chi phí là 6422, tài khoản thuế Đợi 133. 1331 và tài khoản tiền mặt 111. Lúc này tính chất của nó này, tính chất của tài khoản 642 lúc này tăng hay giảm? Tăng thì ghi bên tài khoản đầu 6, tăng thì được ghi bên nợ, giảm ghi bên có, được chưa? Tài khoản đầu 133. 133 thì tăng tăng thì ghi bên nợ, Đúng rồi, tăng ghi bên giảm thì nợ bên có. 111. Khoản 1 thì tăng thì ghi bên nợ, mà tăng thì ghi bên nợ và giảm thì ghi bên có. Thế lúc này nó tăng hay nó giảm? Giảm thì ghi bên có. Giảm đúng không? Ghi bên có. Thì lúc này mình sẽ có định khoản là nợ cho tài Nợ khoản 6422 6422, nợ 1331 có 111. 1331 có 111. Nhớ là tính chất của các đầu tài khoản. Đối với lại tài khoản đầu 1268, tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có, được chưa? Tài khoản đầu 1268 tăng ghi nợ, giảm ghi có. Còn tài khoản đầu 3457 tăng ghi có, giảm ghi bên nợ. Như vậy là mình sẽ xác định được tính chất nợ có của nó, được chưa? Đây là về phần nguyên lý của nó là hạch toán như thế này. Còn ở trên phần mềm thì sẽ thao tác như sau. Vào phân hệ mua hàng, chứng từ mua dịch vụ, hai chị em có thể vừa ấy vừa thao tác luôn cũng được. Vào mua hàng chọn chứng từ mua dịch vụ. Ở đây thanh toán ngay bằng tiền mặt nên là tích vào thanh toán ngay. Nhà cung cấp là FPT. Nếu chưa có thì phải nhân dấu cộng để thêm. Điền đầy đủ ngày hạch toán, ngày chứng từ vào. Không, điền mã số thuế, nhấn lấy thông tin, nó lên thông tin lên lên. Chị ơi, chị cũng thế. Chị cũng điền mã số thuế vào đây. Xong rồi chị nhấn lấy thông tin là nó lên. Liên hôm trước học khai báo nhà cung cấp rồi mà. Quên Nó à? Hóa đơn 2765. Hóa đơn 2765 Liên ạ. À. Chị điền mã số thuế vào. Điền về xong nhấn lấy thông tin là được. Liên nhìn thấy mã số thuế chưa? rồi. Số màu đỏ ở phía trên. Liên điền lý do chi cước viễn thông. Xuống mã dịch vụ chưa có nhấn dấu cộng để thêm. Lúc này điền mã tên và tính chất chọn chỉ là diễn giải là được. Mã là cước viễn thông, tên là cước viễn thông, tính chất chỉ là diễn giải, nhấn cất. Đây này, Liên nhìn đây này. Nợ 642 này. Nợ 133 là nó ở bên thuế này này. Và có cho 111 nó là thằng này này. Đấy. Chứ không phải nó ghi rõ là nợ có cho mình đâu nhé. Chị điền đi. Đơn vị tính với cái số lượng này. Điền tài khoản chi phí cho em. Rồi sao bố này. Số lượng đơn giá bỏ qua, điền thành tiền chưa thuế là được. Sang tác thuế chọn thuế giá trị gia tăng 10%. Và điền luôn số hóa đơn vào. Chọn thuế 10% và điền số hóa đơn. Phần trăm thuế giá trị gia tăng này. Cột số hóa đơn này. Chị nhìn thấy cột số hóa đơn chưa? Điền số hóa đơn vào. Điền làm đúng rồi đấy. Chất đi.
Rồi. Nhớ là khi hạch toán đối với các hóa đơn thì phải hạch toán đầy đủ các thông tin. Lưu ý, thanh toán ngay bằng tiền mặt thì chọn thanh toán ngay, còn chưa thanh toán thì tích vào chưa thanh toán. Chọn nhà cung cấp, điền lý do chi. Sau đó sang ngày hạch toán, ngày chứng từ. Số chứng từ không cần điền để nó tự nhảy. Rồi bắt đầu mới xuống ở bên dưới hạch toán phần 1 hạch toán. Hạch toán xong thì mới sang đến phần thuế. Chọn phần trăm thuế, điền số hóa đơn. Hạch toán đầy đủ, kiểm tra tổng tiền hàng tiền thuế đúng rồi thì lúc đó mới nhấn cất. Đó là cái trình tự mà để hạch toán, chứ không phải đang hạch toán ở trên này xong rồi nhảy xuống dưới này hạch toán. Xong rồi là tí nữa quên ngày hạch toán lại không sửa, thành ra sau này làm hạch toán cho công ty đi dò chứng từ rất là lâu. Đây học trên giáo trình thì nó có ít chứng từ nhưng mà làm công ty nó nhiều chứng từ lắm, dò không biết đâu mà lần đâu. Thế nên là phải hạch toán theo trình tự như vậy, hạch toán xong thì nhấn cất. Cất xong thì nó sẽ cập nhật ở trong phần mua hàng, ta mua dịch vụ này. Rồi, hai chị em quay sang phần mềm Misa của hai người để xem lại. Xem có vấn đề gì không? Của Liên vào đâu để xem danh sách. Tab mua hàng hóa dịch vụ. Của chị hạch toán xong chưa? Ngày hạch toán phải lớn hơn này. Khi mà chị cất dữ liệu rồi mà chị sửa thì chị phải sửa cho em cái ngày này. Phần mềm nó không tự động nhảy cho chị đâu. Ngày 3 tháng 1. Rồi, ok. Vì là cái công ty này là nó thông báo là chưa hoạt động hay là đóng mã số thuế đấy nên nó báo như vậy. Của chị cứ nhấn yes đi, chị chia nhà số dư của 111. Rồi chị đóng lại. Thì nó nằm ở trong phần mua hàng hóa dịch vụ này, đúng chưa? Liên nhớ lại được các bước chưa? Khi mà hạch toán xong ấy, do là mình hạch toán là tích vào thanh toán ngay bằng tiền mặt. Do đó phần mềm nó tự cập nhật cho mình một cái phiếu chi. Chính vì vậy mà cái phiếu chi ở đằng sau hóa đơn mà mình đang hạch toán tiền cước thuê bao ấy, nó sẽ không cần phải hạch toán nữa nhá. Mọi người nhìn sang màn hình chia sẻ này. Để in được cái phiếu chi ấy thì mình có thể nhấn vào mũi tên tam giác ngược màu đen. Chọn phiếu chi. Đây, chọn kỳ mà mình cần in phiếu chi. In ngày tháng nào, quý nào thì tự chọn. Nếu mà muốn in một phiếu một thì mình tích chọn từng ô để mình in. Nhấn đồng ý. Còn nếu mà in hết thì mình tích chọn hết tất cả các ô. Đây mở thử ra cho một cái này. Đây đây là cái phiếu chi đúng không? Nếu như mà thông tin ở trên phiếu chi đúng rồi thì mình nhấn in trực tiếp từ phần mềm ra. Còn nếu thông tin mà sai cần chỉnh sửa thì phải nhấn vào chữ xuất khẩu ra Excel này này. Để thay tên công ty hoặc là thay đổi những cái thông tin mà mình cần chỉnh sửa. Nhớ là chọn vào chữ xuất khẩu và chọn là Excel. Xuất ra một ổ nào đó. Xếp lại. Và mở phiếu chi ra. Đây, đây là cái phiếu chi mà mình kết xuất từ Visa ra. Thông tin nào sai thì mình sửa lại thông tin cho đúng. Sửa xong rồi thì lại nhấn Ctrl P để mình in từ file Excel ra luôn. Đây, thấy chưa? Phiếu chi nó vào vừa một khổ rồi mình nhấn Ctrl P rồi mình chọn máy in rồi mình in ra là được. Đấy là đối với phiếu chi. Như vậy là cái phiếu chi ở đằng sau cái hóa đơn này. Hóa đơn số 2765 này này. Chi tiền internet này, này là mình không cần phải hạch toán nữa nhá. Hạch toán xong thì mình nhấn đóng lại thôi. Đấy là đối với lại hóa đơn về cước thuê bao. Thôi như vậy hôm nay học từng đấy hóa đơn thôi nhé. Thế chị Kim Anh có cái gì cần hỏi không nhỉ? Chưa, hiện tại đang chưa biết gì hỏi cô giáo ạ. Trong quá trình học nghiệp vụ như thế này này thì em sẽ cố gắng đưa ra những cái nghiệp vụ định khoản giống như là file Excel như vừa rồi ấy để em xác định tính chất nợ có, đó chính là cái phần nguyên lý để mình nhắc lại ấy Cảm ơn cô giáo nhiều. nhá. Dạ vâng.